Ở đây dừng xe là nhiêu tiền chiếc vậy chú? 10.000. 10.000 một chiếc. 10.000 đi lâu rồi giá khác nữa. À. Đi đi về với mấy tiếng 15.000. 15.000 chiếc. À, đi 2 tiếng thì 10.000. Vâng. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thì đây là một cái dịp gần cuối năm rồi, và như các bạn biết thì hiện tại thì đang có một cái rất là nổi lên gần đây, đó là chợ Bến Thành đang thực hiện rất là nhiều TikToker và các vlogger nổi tiếng đến để giải cứu chợ Bến Thành, làm một chương trình chiến dịch giải cứu chợ Bến Thành. Thì hôm nay thì mình cũng gần Tết rồi, mình cũng muốn vào cái chợ Bến Thành này để thứ nhất là để xem cái tình hình buôn bán của bà con như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào để khám phá xem là bây giờ là cuối năm 2023 rồi, tình hình chợ Bến Thành là giá bán như thế nào các bạn. Chợ Bến Thành thì có 4 cửa, cửa Đông, cửa Tây, cửa Bắc. Mình hướng này là mình đang vào là cửa Tây nha. Cửa Tây là cửa bên hông. Còn cửa Đông chính diện thì nó đối diện với công trường Mê Linh. Ở cái đường vào cái chợ Bến Thành thì có rất nhiều cổng lắm. Ngoài 4 cổng chính ra thì có rất là nhiều cổng phụ. Nói chung là bình thường thì vào chợ Bến Thành vào những cái dịp cuối năm này thì mình thấy thường thường nó rất là đông đúc. Đông đúc và cái kiểu là khách người ta đi nườm nượp á, nhưng mà như hiện tại thực tế đây thì mình thấy là nó đang khách cái năng lượng giảm. Bán gì anh trai? Dạ bún riêu cua đồng, bánh canh cua, bún măng vịt ăn. À. Bún riêu, miếng gà, canh bún, bún măng vịt. Ở đây thì giá là 60 anh ha. Dạ 60 50 có đầy đủ rồi. 60 50. Dạ. Dạo này buôn bán đắt hàng như ngày xưa không cô? Khá ổn rồi cô ha. Khá ổn thôi hả? Cái này quán mình bán người Việt nhiều hay là người nước ngoài nhiều cô? Ngày xưa cô bán gia đình bán truyền thống mấy chục năm rồi thì nó ngay là bán khách là người Việt. Vâng. Nhưng mà bây giờ xu hướng du lịch đó, mở cửa du lịch đó, ăn cũng nước ngoài cũng nhiều lắm. À, nước ngoài nhiều cô ha. Quán mình ở đây lâu chưa cô? Lâu đời chưa? Quán cô là mẹ cô bán là từ năm giải phóng tới giờ, cô ngồi là đời thứ hai rồi. Ôi dồi. 48 năm rồi. Wow, rồi quán mà bán từ thời giải phóng tới giờ là lâu lắm rồi nha các bạn. Ngày này là của mẹ cô truyền lại. À, dạ. Cái món này nó mang khẩu vị ở đâu vậy cô? Cái này bún sáu măng là của miền Bắc nè. Của miền Bắc cô ha, dạ. Bún sáu măng với bún riêu cua đồng là của miền Bắc. Dạ. Tô này là 60 cô ha. Vâng. Đấy. Đây là một tô bún măng 60 mình sẽ ăn đầu tiên ở chợ Bến Thành. Ngon ha. À, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Mời cả nhà hả? Thì cho anh đi Nhật ơi. Ồ, nước dùng ngon thế. À? Theo như mình cũng vô đây cũng mấy lần rồi. Theo như mình cảm nhận là mình thấy là hầu hết những cái quán mà đồ ăn ở trong cái khu vực chợ này thì mình thấy là toàn là lâu đời không ạ. Ít có quán mà 1-2 năm lắm, toàn là mấy chục năm không. Bán rất là lâu đời. Nói về đồ ăn, về khẩu vị nha các bạn. Thực ra là trong cái khu vực chợ này và toàn là những cái quán bán lâu đời á, cho nên là cái đồ ăn của nó là mình thấy là nó thường thường nó rất là chuẩn vị, nó chuẩn vị vì những cái quán lâu đời mà nó chuẩn vị theo từng vùng miền luôn. Ở đây thì khu vực này là có các món của người Bắc, miền Trung, miền Nam, nói chung được tập hợp trong này đều có cả luôn. Miền Tây, khu vực trên kia có một số món của miền Tây mà chắc là mình sẽ đưa các bạn xuống đó. Ngon quá ta. Ở đây là cái sạp này là sạp của gia đình mình hay là mình thuê? Dạ. Cái này sạp của gia đình mình hay là mình thuê? Dạ, sạp này là sạp của gia đình luôn á. Ồ, sạp của gia đình luôn á. À, vậy ha.
Nếu mà thường thường mà sạp ở trong này một cái sạp đồ ăn như này là mình mà thuê là hết nhiều tiền một tháng không ta? Đây hả? Nhưng mà mình nghe nói là sạp trong này nếu mà thuê là giá cao lắm nha các bạn. Một sạp là mấy chục triệu luôn á. Nói chung là mình thấy khu đồ ăn thì lúc nào cũng đông người các bạn ạ. So với các khu khác thì khu đồ ăn lúc nào cũng đông người cả. Đầu tiên là vô chợ là ăn thử cái món miến măng vịt Đông Phương. Bán 48 năm rồi. Vô cô, cho con hỏi cái ví dụ như là ở đây mình cái nếu mà thuê một cái mặt bằng ở trong này bán thì một tháng khoảng nhiêu, ví dụ như quầy của cô này. Dạ. Tùy theo thị trường thì tùy theo cái tình hình giá búa nữa. Ví dụ như thời điểm này đi. Không có nói được, tại vì thật đó là cô kinh doanh là của gia đình, không có ý định sang nhượng hay cho thuê nên cô cũng không có nắm rõ cái giá cả đó. Dạ. Vì con nghe nói là ở trong cái khu để mà thuê được mặt bằng trong cái chợ này là giá nó cao lắm. Đúng rồi, nó cũng cao à, tùy từng cái vị trí và từng cái mặt hàng. Vâng. Ví dụ như cái địa điểm á, từng cái ngành hàng kinh doanh nữa, nó sự chênh lệch nó khác nhau. Còn đây là sạp kiểu sạp gia đình ha. Nhưng mà nói ngay là cái sạp của cô là để gia đình thôi, cũng không có sang nhượng hay cho thuê, nhưng cô không có để ý giá cả thị trường. À, dạ. Ở đây thì cô tên gì ạ? Cô Phương, à là cô Đông Phương luôn hả? Đông Phương bất bại các bạn. Cô là đời thứ hai rồi đó. Đời thứ hai rồi. Cô là nếm nghiệp của mẹ cô là vâng, 48 con... năm, từ năm 1986 là cô là đời thứ hai đó. Vâng. Cô là đời trước đó. Mẹ vâng. Cô mẹ cô là đời trước hả? Cô sắp chuyển đến đời thứ ba rồi, tại cô cũng 6 mấy tuổi rồi. Ô vậy hả? Là cô con gái cô áo tím xinh xinh đó đó hả? À. Vâng, đấy. Hè chi ở đây là cái sạp của cô, hè chi mình thấy là cái giá nó cũng mềm mềm giống ở ngoài đó các bạn ạ. Nếu mà sạp mà cô thuê là hơi mệt đấy, nhưng mà sạp cô của nhà cô cho nên là cô bán cũng mềm 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 không có mắc. Ở đây thì cô có bún măng vịt này, bún đậu cua, canh bún miếng gà và gọi vịt. Món những cái món truyền thống của sạp cô từ nào giờ rồi, nói ngay bây giờ có cái lượng khách du lịch đó. Vâng. Thì mình cũng tiếp cặn thêm những cái mặt hàng khác để cho khách du lịch ăn. Vâng. Nhưng mà cũng có nhiều khách nước ngoài như Thái Lan hay là Trung Quốc rồi cô quảng bá, người ta cũng rất ăn thích ăn món ăn Việt Nam này. Dạ. Là khẩu vị. Vâng. Rồi, theo thị hiếu thì mình cũng có làm thêm những cái mặt hàng để cho đa số giới nào cũng giới nào cũng ăn được ha. Được. Dạ đấy. Tính ra là món nào là món đầu tiên của mình ở đây cô? Là bún măng vịt đó. Bún măng vịt là con ăn nãy giờ đó ha. À, đó. Rồi đến đó là bún riêu cô đồng. Dạ. Cô làm gì mà nước sáo cũng ngọt dữ vậy? Hả? Cô làm gì mà nước sáo cô nước sáo vịt ngọt dữ vậy? Tại vì cô dùng xương á. Phải dùng thêm xương ống chứ. À. À xương ống quá nha. Trời xương ống luôn các bạn ạ. À, xương ống nè. Vâng. Xong xong bây giờ là mình bớt ra. Đấy. Xương ống đó. Dạ. Xương ống không? Xương ống là cái loại xương ống là ngọt nhất. Vâng. Đấy. Đây là vịt vịt của cô các bạn này. Anh Cơ Phim có thể lê qua phần vịt của cô một cái. Bún riêu này. Bún riêu là phần này cô bán nhiêu cô? Bún riêu là một tô là 50, giá 50 ạ. À. 50 ngàn hả? Ôi đây cô... Rất là kỹ, cô phải làm nóng cái tô để nó giữ nóng. Vâng. Ừ, các bạn này cô trùng nước sôi luôn các bạn ạ. À. Cái này là nó tốn công thôi. Vâng. Nó an toàn quá à. Dâm chút cái tô rồi đưa ra cho khách rồi nó vẫn giữ nóng. Vâng. Năm nay so với mấy năm trước thì bán làm sao cô? Năm nay so với những năm trước thì cũng bình ổn rồi. Bình ổn rồi cô hả? Không có ồ ạt bằng những năm mà mới mở cửa sau dịch đó. Vâng. Mới đó là thì sau mấy năm đóng cửa dịch thì nó đông một cách lạ kỳ, nhưng mà bây giờ nói chung là cũng bình ổn rồi. Dạ. Bây giờ là kinh tế cũng hơi khó khăn các bạn ạ, cho nên là bây giờ người ta đi chợ nó cũng ít hơn. Nhưng mà riêng mình thấy đó, quầy đồ ăn thì lúc nào cũng bình ổn như thế này là quá mừng rồi. Đây là tô bún riêu. Đây là cua đồng, cô làm nguyên chất thôi, chỉ có một chút trứng để cô giữ cái sự kết dính của cua thôi. Dạ. Cô đồ, cua đồng nguyên chất, tô này cùng 60 luôn cô ha? Không, bún riêu cua là chỉ có 50. À, dạ, tô này 50. Bún riêu cua là chỉ có 50, mặt hàng bún vịt thì mới 60. Dạ. Đấy. Rồi, dạ, cô ơi cho con gửi tiền. Dạ. Rồi,
Thôi cô ạ. Thôi cô ơi, kinh tế khó khăn, con không có tặng đâu. Cái điều là ăn có được không? Ngon, bún măng vịt của cô. Các bạn đã biết đến cửa hàng không chị hả? Làm quen vậy mà. Thôi, kinh tế khó khăn. Cái nhà lá vườn. Kinh, thôi, kinh tế khó khăn để cho con nó gửi tiền cô. Mới sáng sớm mà tặng cái là coi như là ngày nó hết bán rồi giờ. Dạ, đây là chị gái đời thứ ba phải không? Đấy. Đấy các bạn nha, cô là đời thứ hai và chị là sắp là lên đời thứ ba rồi. Đấy là. Ờ, cảm ơn chị. Hình như 60 mà. À, cho nó chặt đi. Vẫn cố gắng khuyến mại 10.000 các bạn ạ. Thôi, cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Các bạn tới chợ Bến Thành có thể thử qua món miếng măng vịt. Ở đây là cô bán là 48 năm cô Đông Phương. Đông Phương bất bại nha. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô buôn may bán đắt. Dạ. Ở bên cạnh cô thì có bán bún bò Huế này. Đấy, chúng ta đi tiếp một vòng nha các bạn. Ở dưới này, bên này bán gì đấy chị đẹp? Bán xin tố. À, bán xin tố hả? Xin tố chè. Đây là. Dạ, xin tố chè nước. Xin tố chè nước rồi là đồ ăn. Đây nha, có chè củ năng, chè hạt sen, chè sâm bổ lượng, chè thập cẩm, bánh lọt, chè bạch họa. Chè bạch họa, chè bạch họa là chè gì vậy cô? Bạch họa là hàng này ha. Đây là chè bạch họa các bạn này. Chè bạch họa là chè củ này là giống hột quả đầu gà hả cô? À, ôi cái gì nó to dữ ta. Hạt sen này là hạt sen gì mà bự dữ vậy trời. Đấy. Đó là bạch quả. Ô hạt sen gì mà bự dữ vậy cô? Ở đây có long tay ngơ. À, làm ngon ta. Thôi chắc mình sẽ ăn một ly chè này. Đây là chè bạch họa. Có giá là 35 ngàn. Cô làm cho con ly chè bạch họa đấy cô. Ở đây thì cô có bán rất là nhiều loại chè. Đây các bạn này, cô đang tư vấn cho khách. Ở trong này thì mình thấy có một cái điều là hầu hết là các người bán trong này đều phải biết ngoại ngữ các bạn. Biết tiếng Anh, biết ngoại ngữ. Đấy. Các bạn ở trong này thì khách Tây đến rất là nhiều và phải có một cái bảng giá đưa ra, người ta ưng thì người ta mua. Chú có nói được tiếng Anh không? À, nói là ngay cái nào tác dụng của mình thôi, tại mình già học lâu quá quên rồi. Thì rất là phụ biết rồi. Tức là mình nói sơ được một số tiếng Anh ha. Tức là nếu chào hàng các bạn là chú tên gì chú? Chú Tưa. Chú Tưa. Giới thiệu với cả nhà đây chú Tưa nha. Ở đây cô chú Hương. Nói cô Lan, cô Hương chè Ngọc Lan. Cô Hương chè Ngọc Lan sạp 1116 1116. Đấy số đẹp thế, 1116. Chín nút quá. Chín nút luôn. Đến con chè chín nút nha. Đấy, ở đây thì bán rất là nhiều quả chè. Hôm nay thì mình ăn cái chè bạch quả các bạn này. Thực sự là mình cũng chưa ăn bao giờ. Đây. Chè bạch quả của chú, cái trái bạch quả này lạ lắm các bạn ạ. Ngon chưa? Biết đặc sản ở đây. Chú ơi, nếu mà ăn một phát hai ly chè là lên đường luôn đó chú ạ. Ăn phát hai ly chè lên đường. Ở đây chú nói là chè đặc sản chú không ngon hơn lấy tiền. Đó là chè thập cẩm sầu riêng. Nhưng mà ở đây mình ăn loại mình ăn tô bún rồi. Bây giờ mình ăn thêm cái này. Khi khác lại ăn. Dạ, dự bụng các bạn ạ. Ở trong này á là mình thấy là có bảng menu giá nha các bạn. Nói chung là về cái vấn đề mà ở trong này nhiều người cũng nói chuyện mắc rẻ thì ở đây có menu giá công khai, tức là không có cái kiểu là chặt chém, tức là có menu giá công khai, các bạn là coi giá ưng thì mua, không ưng thì thôi. Chứ còn không có, nếu mà khi mình dùng từ chặt chém trong trường hợp nào, mình dùng từ chặt chém trong trường hợp là không có công bố giá, sau đó thì ăn xong bắt đầu đổi cái giá lên thì người ta gọi cái đó là chặt chém. Còn đây là người ta công khai giá, tức là khi mà đã công khai giá rồi á thì dòm giá thích chị ăn. Còn không thích thì thôi, cho nên là mình nghĩ là với một vài cái chợ Bến Thành thì cũng mang một cái tiếng gọi là chợ nhà giàu, tức là đắt giá. Thì thực ra trong này cái mặt bằng nó còn cao đúng không chú? Cao chứ cao. Không biết làm sao chứ hồi xưa thì cao. Kinh tế nó bán được. Vâng. Đấy thì về cái chuyện giá trong chợ hiện tại thì mình mới thử qua hai quán thôi, nhưng mà mình thấy đều có công khai giá nha. Về đã nói về công khai giá thì các bạn thích thì thử. Không thích thì các bạn đi dạo thôi. Đấy. Rồi các bạn đi chợ Bến Thành thì có thể là ghé thử cái quầy của Ngọc Lan nha.
một năm ở đây thì cũng có rất là nhiều loại chè ngon, nhưng mà ở đây có một loại chè gọi là chè Bạch Họa này rất là lạ. Sinh tố rồi. Vâng, sinh tố đầy đủ luôn các bạn ha. Dạ. Giá cũng 700. Đây các bạn này, mình lướt qua đây luôn nha. Ví dụ như ở đây có các loại sinh tố thì giá từ 25-30. Có sinh tố bơ mắc nhất thôi. Bơ mắc nhất là đúng rồi, thì 40 thôi. Vâng. Đấy, các bạn đi chợ thì có thể mua một ly mang đi vừa uống này rất là tuyệt vời. Đấy, cần khách đi ha. Cà phê thì 20.000. Đến bán cà phê luôn. Nói chung là giá của chú rồi từ 20 cho đến cao nhất là cái ly sinh tố bơ là 40 thôi. Cũng không có gì cao cả. Rồi con cảm ơn chú nha. Chúc cô chú buôn may bán đắt nha. Dạ. Ôi, bên này bán gì hấp dẫn đấy chị? Bên này một quầy hải sản, cháo bún bò, cháo gà hải sản. Chị gái bên này xếp cái hàu đẹp quá trời đẹp luôn. Cái này là đầu tiên là đến là ăn bằng mắt đó các bạn này. Ăn bằng mắt trước. Ăn bằng mắt xong bắt đầu với đây đến ăn bằng miệng. Ôi. Tôm này là tôm mô hình hay tôm thật đây? Tôm thật ha. Ôi tôm thật là chắc đẹp đấy nha. Ở đây chỉ bán hải sản là ốc này, rồi là tôm này, rồi là nghêu này, con này là con gì đấy ta? Sò dương à? Ôi chỉ đang làm một món gì trong kia các bạn kìa. Hình như trong này chỉ đang đổ bánh xèo. Đây là bánh xèo thịt gà. Ôi bánh xèo thịt gà lạ đó ta. À, tức là khách Tây không ăn tôm ăn thịt ăn gà ha. Bánh xèo này mình bán nhiều cái này đây. Bánh xèo chỉ bán con này nhiều đây. Bán là 60.000 cái bánh xèo ha. Dạ. Ở đây chỉ còn bán thêm bún mặt nướng các kiểu này. Cháo cá, cháo lòng, cháo gà. Ốc này là mình bán ốc sau dừa để mình ăn hả chị? Dạ, đấy thì mà để còn con hàu này mình làm món gì? Hàu nướng. Đấy, chị gái bên kia đang cột ốc kìa. Bên này chỉ bán tôm, bán hàu, bán ốc. Rồi bên này là bán bên này có chị bán chảo tôm này. Chào chị gái. Mình thấy rồi. Sáng đồ này đi chia là đúng rồi. Mình nghĩ đây là chỉ có cái phần chảo tôm này. Bún chảo tôm mình bán sao thì cho em một phần đi chị. Dạ, có giá thì mình anh. Có giá đi ha. Công khai có giá nha các bạn. Bún thịt nướng này, bún tôm nướng này, bún thập cẩm này. Đều có giá hết nha. Ở đây quán này tiếp tục là một quán công khai giá nha chứ không có úp mở nha. Cái gì ở này là trăm hai, ok thì nướng có gì nướng lên ngon nha. Này nem nướng. Em ơi, cho anh một phần chào tôm đi. Chào tôm nha. Đúng rồi. Hôm nay thì mình tiếp tục ăn món chào tôm ở quán chị Xuân Mai. Chị Xuân Mai đó rồi. Năm nay Mai có nở không chị? Nở chứ. Nở không? Năm nay Mai nở đẹp luôn. Biết chị bán cái đồ quá trời, năm nay Mai nở rất là đẹp. Vâng, Mai quay để chiếu Tết, chiếu áp Tết. Dạo đi các cô chú anh chị Việt Kiều về nhiều lắm, cho nên là đề nghị vô chợ Bến Thành giới thiệu đồ ăn chợ Bến Thành để cô chú anh chị về vô ăn. Đấy, hôm nay là ăn bún chảo tôm ở quán chị Xuân Mai nha. Năm nay Mai vẫn nở nha, Tết năm nay Mai vẫn nở nha. Nở đẹp luôn, nở gỗ luôn. Xuân Mai, nghe Xuân Mai nghe cái tên bé Xuân Mai rất là nổi tiếng, một ca sĩ. Đấy. Đây. Đây là phần chảo tôm. Phần này. Chảo tôm. Vâng. Ấy hấp dẫn quá. Bánh hỏi chảo tôm. Vâng, có luôn, cho em đầy đủ luôn chị. Các bạn tới chợ Bến Thành thì có thể thử cái món này nha. Ô cái này là mình nướng mía hả chị? Đúng rồi. Ôi ngon chưa, cái chảo tôm chị ngon chưa? Tuy rằng là dạ, tuy rằng là cái phần chảo tôm cái mía hơi bị bự luôn, nhưng mà như vậy nó với chất lượng các bạn ạ, nó mới ngọt. Ngon chưa, chảo tôm ngon chưa? Ôi thơm quá. Thơm. Chảo tôm nước mía. Mời cả nhà món thứ hai. Ủa thơm quá ta. Ủa thơm quá chị. Cái này mình làm bằng cái gì? Có bằng tôm á. Tôm hả? Giả ra xong rồi mình nướng mía ngoài đây nè, mía lau ngoài đây nè. Mía lau mình cuốn lại ha. Vâng. Rồi. Cuốn nhờ cuốn bánh tráng ha. Bánh hỏi bỏ vô ra. Nó đang giả vậy nó hơi chín chia tay nó ngon.
Các bạn ăn món này rửa tay sạch sẽ trước khi ăn nha. Đấy, đây các bạn này, mình lấy cái đều của nó. Ở trong này là nhiều món nha các bạn. Đây, cuốn bánh hò đây. Đấy, có nhiều món để cho các bạn thử lắm. Ở trong cái chợ Bến Thành này, nước mía nó thơm. Món thứ ba thực hiện ở chợ Bến Thành này. Ở đây thì có thêm cái phần rau các kiểu này. Ồ, rau ngon sạch sẽ quá ta. Đáng lẽ mình phải bỏ rau dưới cùng, bây giờ mình bỏ rau lên trên mất tiêu rồi. Ha, à, đẩy lên rồi cuốn lại. Cái phần chảo tôm này được gắn một cái mía lau, cắm bắt đầu nướng lên, nó cháy nó xém xém nó thơm phía ngoài. Đấy, mình đang ăn mà mình trong này mình cảm nhận cái ác là có giò trong này, có giò có tôm trong này, còn biết là có cá gì không ta, để mình hỏi thêm chỉ trong mình chỉ hơi để mình hỏi thêm, nhưng mà nó rất là thơm, thơm quá. Nó thơm, nó dai, nó ngọt. Đấy, thơm dai ngọt lắm. Để trong lần hỏi bé chân mai chút xíu. Ở đây là một món dạng như món cuốn nha các bạn. Nói chung là nói về cái chuyện vệ sinh nha, ở trong cái chợ này thì mình thấy là các cái quầy á, các quầy làm rất là sạch sẽ, tức là bởi vì ở đây bán cho khách nước ngoài cũng nhiều mà, giống như cái bộ mặt vậy đó, cho nên là hầu hết là các bạn này ăn trong một cái là dọn liền. Các bạn thấy không, các bạn rất là sạch, ăn thì các bạn cứ ngồi quay mặt với trong ăn một cách rất là thoải mái đấy. Mình thấy là cái không biết là cái phần bên cái khu vực gọi là bán đồ trang sức rồi đồ quần áo nó như thế nào, nhưng mà riêng về phần đồ ăn thì mình thấy nó cũng diễn ra cũng bình thường nha các bạn. Ủa chị, trong cái chảo này mình có chả cá gì không chị? Dạ không anh. Này chỉ có tôm với không có chả cá. À. Này là ở nhà làm tự làm. Vâng. Vâng. Cái này mình bán món này lâu chưa? Dạ, chưa. Lâu anh, em là bán là thứ ba rồi. À. Là cô nó mà chị em là bán ba đời rồi ha. Vâng, ôi quán quầy Xuân Mai là ba đời nha các bạn, cũng mấy chục năm rồi đấy. À, tính ra là mấy chục năm rồi chị? Vâng. Xong rồi giao lại cho con mày, cái người con nó lại giao lại cho em, mày mà lại cho anh. Ôi, thế là ngon là phải 3-4 chục năm đó các bạn ạ. Hơn luôn ha. Dạ. Ôi. Bán gánh ngoài đường. Bán gánh ngoài đường là vô đây. Là ngày xưa là món nào ra trước, em nghĩ là món nó bún thịt nướng quá. Nem nướng chảo tôm. Mà nem nướng cái chảo tôm. Vâng. Cái chảo tôm này đặc biệt nha. Đó, cái chảo tôm này đặc biệt quá, nướng mà cái nước mía rất là thơm nha các bạn. Đấy. Ăn với bánh cuốn tuyệt vời. Hôm nay thì mình vô trong chợ thì mình không dám ăn một chỗ, mình ăn tới no các bạn. Mình sẽ giới thiệu một số món mà gọi là đặc biệt trong chợ để giới thiệu đến các bạn thôi. Cho em gửi tiền chị Xuân Mai thôi. Chúc cho Mai năm nay nở đẹp hơn Mai năm ngoái nha. Đấy. Vâng, năm nay hy vọng là Mai tiếp tục. Vâng, Mai năm nay là nở rộ, nở đẹp nha chị. Đấy. Vâng, chị Xuân Mai chỉ chúc với các bạn nghe không, chúc cho bà con cô bác năm nay là ai cũng mạnh khỏe, ai cũng buôn bán được cả. Dạ, hết nhiêu tiền chị? Cái này là mình phải mang đi các bạn ạ. Cho cái khăn ai lên viết cái sổ. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Đúng rồi, em lấy cái bọc này đo cho anh đi. Năm nay buôn bán nó có ok hơn năm ngoái không chị? Dạ, em thấy
thấy chắc hơi vắng. Hơi vắng là chút xíu ha. Đúng rồi, hơi vắng rồi. Năm nay cái lượng khách đi chợ nó không được đông như năm ngoái vậy ha. Đúng rồi. Vâng. Thầy cũng hơi vắng. Chưa có bằng như năm ngoái. Năm ngoái chắc mới dịch hết á, người ta thôi ta đứt đi nhiều hơn. Vâng. Năm nay cũng hơi vắng. Năm nay hơi vắng hơn ha. Anh có thấy vậy không? Vâng, đúng rồi. Năm nay thì bọn em vô trong chợ thì em thấy là cái lượng khách đi chợ nó cũng ít hơn. Năm ngoái là em vô mới đầu cổng là em thấy nó chi chít với nhau người đông lắm, mà năm nay thấy lượng khách nó giảm đi khoảng chắc một nửa vậy ha. Đây nhiều hơn ơi. Đây các bạn này, vô đây tham khảo luôn một phần mới này cho em bưng thử cái nha. Đây là cái món bún thịt nướng. Đây là bún nem nướng nha. Bún nem nướng. Mình nhìn đúng là bún nem nướng các bạn ạ. Tô này nhiêu chị? 60.000 đấy, 4 năm nướng 60.000 của ở chợ nha. Rồi cảm ơn hai đứa nha, gói lại à, quên, hello xin chào. Đi, con nói được tiếng Việt không? À nó được tiếng Việt luôn à? Không có chị cô này là. Chị là người nước ngoài về không? Dạ. Nước nào chị? Ở Mỹ. Ở Mỹ hả? Ừ, Cali. Về lâu chưa? Hình như là về lâu chưa? Mới về hôm qua hả? Đi chợ Bến Thành liền hả? Dạ. Cảm ơn nha. Để em nói chuyện cho em nói chuyện chút xíu để em biết tình hình bên mình sao nào. Chắc là để đi. Đây là con gái hả? Em là con gái hả? Ôi gái nước ngoài xinh thế các bạn. Em nói được tiếng Việt không? I don't speak Việt. Nói đi biết nghe đó. À nói biết nghe hả? Về Việt Nam đi chợ Bến Thành thấy sao em? Like it. Các bạn ơi, nói chung là con lai nước ngoài xinh lắm các bạn ạ. Ôi xinh quá. Em tên gì? Jacqueline. What's your name? Jacqueline. Jacqueline đúng không? Ôi cô con gái giống mẹ Đức luôn. Ôi xinh quá. Rồi về Việt Nam chưa được lâu không? Lần này về Việt Nam chưa được lâu không? 3 ngày. Đấy mà có tiếng Việt. 3 ngày tiếng Việt nhiều lắm. 3 ngày. Có 2 tuần. Hai tuần, ở được hai tuần. Đi Đà Nẵng với lại Hội An, Hà Nội. Yes. Đi Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội. Bây giờ okay. Là mới về là về ở Sài Gòn trước. Ở Sài Gòn trước, yeah. chơi được 3 ngày ở đây. Sẽ 3 ngày. Đi được nhiều nơi chưa? Chưa. Sẽ đi hả? Mới đi chợ Bến Thành hả? Uh-huh. Rồi hai mẹ con đã ăn được cái gì ở đây chưa? Ở trong hotel buffet nè. Chỗ này mới đến thôi. Yeah. I love Vietnam. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ. Rồi cảm ơn. Đây là một gia đình Việt kiều mới về nước chơi. Đi tham quan được mấy nơi và chỉ vui. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Rồi cảm ơn chị Xuân Mai nha chị. Buôn Mai bán đất. Dạ. Ok. Dạ. Tiếp tục quan đi các bạn, mình biết là mình đi đến cuối chợ mình sẽ mang bao nhiêu đồ. Đấy. Chắc mình anh có thể giữ không? Đấy. Ôi em, đi chụp hình hả? Ôi xinh thế đấy. Hôm nay là các bạn nữ vô. Nơi này là đi chụp hình đăng TikTok hả hay sao em? À đấy các bạn là vô dịp Tết là có thể là lên một bộ hình xinh tươi như cô bé này bắt đầu đi chụp hình này. Tuyệt vời ha, được bộ hình nào đẹp chưa? Dạ chưa. Sao? Mới mua. Ủa mới mua cành mai là chụp hình nhà sao không thấy thời chụp hình đâu cả? À thời chụp hình xin so đấy hả? Ôi các bạn này thấy không? Các bạn là đi chơi là nên có một cô bạn biết chụp hình nhá. Đấy. À, chúc bạn em đi chơi vui vẻ nhá. Đấy. Tính. Trời ơi có giờ rồi. Chưa giải tính làm mai nữa. Ở đây anh. Tính làm mai các bạn, mình tính được làm mai. Ai đâu? Ai đâu? Anh. Làm mai cho em trai này đi chơi nè. Vừa em coi được là em chết anh à. Bánh gì đây? À anh chủ ơi. À vậy hả? À 4 người chung luôn hả? Thôi chúc anh buôn may bán đất nha. Rồi. Dạ. Chúng ta tiếp tục đi khám phá tiếp nha các bạn. Ở đây thì tiếp tục có các quầy bán về cơm. Ở đây các bạn cũng có thể vô đây ăn cơm nha. Ở đây thì có vô đây chút xíu. Có cơm các kiểu. Cơm chiên hải sản, cơm sườn nướng, cơm mì trà, đủ các loại cơm hả cô? Ôi con cá kho ngon thế. Cá này là món cá hú kho tổ hả cô? Ôi các bạn ơi. Đâu rồi em coi phim luôn. Quay lâu không em? Dạ. Em quay lâu không? À cô sao vậy? Không phải, chị bán lu bu quá chứ không gì hết á. À thôi thì mình đi liền hay không à? Đi luôn, chân hàng khác quay cho em. Chị.
chị bán là lù bù quá, mình đến cái là chị cho mình đi ngay lập tức. Sao chị nhìn thấy em bằng ánh mắt yêu thương quá vậy? Chị bán tô này nhiêu đây? 60, bạn ơi, các bạn ơi, mình ăn no rồi mà mình thấy cái tô của chị là mình muốn thử ngay một phần nữa các bạn ạ. Món này là món gì? Bún mắm. Đây các bạn ơi, vô đây ăn thử bún mắm của quyết định rồi, no rồi phải ăn thêm. Thì làm em tô luôn đấy chị. Vâng, bún mắm luôn. Này bún mắm của miền Tây hay là miền nào đây? Miền Tây, chuẩn miền Tây ha. Chị tên gì? Chị Thanh. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bún mắm của chị Thanh. Đấy. Ở đây thì chị bán là bún mắm bún bò mì khoảng 3 món ha. Dạ, để em đứng đây em nói chuyện thì chút à. Cái này là cái gì đây? Cái miếng gì đây? Cái này là chả cua. Chả cua ha. Đấy, có tôm, có mực, có chả cua. Đấy, con tôm này bắt đầu mình nhờ chị bóc vỏ luôn này. Đấy, phải bóc vỏ không rồi chốc nữa ăn là bóc tay em hơi trong chờ đây em có chỗ rửa. Các bạn đang tham khảo một phần bún mắm của chị Thanh ở trong chợ Bến Thành có giá là 60.000. Vâng. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Ơi thơm thế. Cái này mình dùng mắm gì thơm chứ chị? Mắm cá linh ha. Coi như là một tô phần rau để riêng cho nó đặc biệt, tôi quăng cho nước còn. Để riêng phải không? Rồi đem xuống nha. Cho lâm thơm. Cô đợi con nó phút nha. Ôi nó bún mắm thơm quá trời. Ôi nước mắm bún mắm ngon thế. Bún đâu có bò mà tôm không lột dùm. Ở đây chủ yếu người ta kêu lột tôm dùm hè. Mình lột. À đấy các bạn ăn bún mắm nhớ kêu chỉ lột tôm nhà không là trong chợ này không có chỗ rửa tay đâu. Ôi cái mắm nước mắm chị làm ngon quá ta. Thơm quá chị. Ờ thơm quá. Bán đây được nhiêu năm rồi chị? À từ mẹ tới con tới giờ lớn ha, hai mấy năm rồi ha. Cái này à. Đây là quầy bún mắm không có tên các bạn ạ. Quầy bún mắm không tên. Làm sao tên gì? Hồng bún mắm. Hồng cái gì cô? Cô Hồng bún mắm. Cô Hồng à, thế là đời mẹ đây truyền cho con đấy ha. À đây là mẹ truyền cho con. Rồi. À, bây giờ nó đứng nó bán rồi đó. Đấy. Mấy chục năm rồi ha. À. Các bạn tới chờ thì có thể là ăn đến quán cô Hồng bún mắm nhưng mà không có tên lên bảng nha. Ở đây sạch số bao nhiêu cô nhỉ? Vậy một mấy hả? Một mấy. 1012. 1012 con. 1012. 1012. Mình xác nhận là cái nước bún mắm của chị đó là ngon nha các bạn. À, cô Hồng người ở đâu? Cô Hồng bây giờ là cổ đi nước ngoài, cổ để cho con gái cô bán. À, thế là cô Hồng bây giờ trở thành Việt kiều đó các bạn ạ. Quay này làm quay này. À, thơm quá. Cái bún mắm của chị nấu bằng mắm cá linh, nó rất là thơm. Cái nước kiều nó mặn mặn ngọt ngọt mà có hồng ngọt đi sau á, rất là dễ chịu nha. Đây là một cái tô của chị này. Tô này thì có mực, có tôm, có mực, có heo quay, có cái phần chả tôm này này. Đấy, rồi có cà. Tô này là 60 ngàn nha. Có tôm trong này luôn này, có mực này. Hấp dẫn ha. Ăn kèm với nó thì mình thấy ở đây là chỉ cho một cái phần rau. Phần rau rất là ngon mắt. Ở đây mình thấy có rau đắng. Rồi là có bông súng, có giá, có rau muống, có cà nèo nữa các bạn này. Đấy, cũng khá là đầy đủ ha. Nói chung là có các cái món cơ bản của bún mắm. Năm nay buôn bán được không chị? Được ha. Ở đây mình có mắm me không chị? À, hết mắm me rồi hả? À, ăn canh ha. Hôm nay là chị bán rồi hết mắm me nha các bạn. À, đây là chị cho cái chén nước chấm này là ăn để chấm đấy ha. Vâng. Cho đến nhiều năm rồi.
đấy. Không. Ở đây thì cái menu của chị thì mình lướt qua thì mình thấy giá là từ 50 đến 60 thôi các bạn, không có nhiều giá nha. Vô trong cái chợ này dòng bằng là no thêm no mất các bạn ạ. Theo quay này. Tính ra trong chợ này là mấy giờ là có bán đồ ăn rồi chị? 6 giờ có đồ ăn ha. Rồi bán ở đây là bán đến mấy giờ là mình dọn về? 8-9 giờ hả? Đấy. Bún mắm đây thì bún mắm là xuất phát từ miền Tây mà. Cho nên là nêm, cái kiểu nêm của nó cũng miền Tây nhá các bạn. Nhưng mà riêng cái thằng bún mắm thì có một cái điều đặc biệt là nó ngọt, nó không phải ngọt đường nhiều. Mà cái hầu của nó còn ngọt và mặn, mà cái ngọt của nó là đến từ mắm, con mắm, con cá đó. Tức là cái hầu mặn đi trước, cái hầu ngọt đi sau, rất là dễ chịu. Cái này mình bán có bán xuyên Tết không chị nhỉ? Bán xuyên Tết luôn hả? Ủa 28 Tết là nghỉ rồi hả? Sao bán tới 30 luôn? À 12 giờ đêm 30 là đóng cửa chợ đấy ha. Như vậy là đây là bán chỉ bán tới 28 Tết là ngưng rồi. Như vậy là trong cái chợ này là mình thấy là bán ẩm thực là đủ vùng miền luôn nhé các bạn. Miền Bắc, miền Trung, miền Tây có hết, miền Nam có hết luôn. Cho nên là mình nghĩ là nếu các bạn vô đây để mà ăn uống ẩm thực thì các bạn thích món vùng nào cũng có vùng đó nha. Nãy giờ thì mình thử 3 món của 3 vùng khác nhau luôn rồi. Đầu tiên là món của miền Bắc ngay đầu chợ, và đến bún thịt nướng bên miền nào vậy đó. Nhưng mà riêng món này là của miền Tây nha. Đấy. Này mình bán khách Việt nhiều hay khách Tây nhiều chị? Khách Việt nhiều ha. Bún mắm khách Việt nhiều. Khách Tây nó ăn bún mắm không ta? Có hả? Ăn được, ăn ngoài đó. Vâng. Hơi đúng không? Tức là chỉ không biết các bạn có nghe được không, tức là cái bún mắm khách Tây á, ít ăn lắm mà khi ăn được rồi ăn hoài. Bún mắm bên Tây á, nấu thì không cách nấu nó nồng lắm mà nó hăng, nó hôi cái mùi cả nhà. Còn cái này nấu không có hôi mà nó thơm, đấy, cái nước nó dịu. Cho nên là khách Tây là chưa ăn thì sợ, nhưng mà ăn rồi là ăn hoài luôn á. Ăn cái rồi là dính cái là ăn hoài. Có khăn giấy không chị? Chơi nguyên bịch luôn hả? Khăn giấy cả chơi nguyên bịch luôn. Các bạn đi chợ thì nếu mà các bạn thích các... Trời cô ơi! Cô mời có hả? Ừ. No bụng rồi phải không? No quá rồi, còn no. Con no quá rồi cô ơi. Con bún mắm của quán cô ngon cô ạ. Vâng, nấu cái nước mà nó thơm mà nó không bị gắt, nồng không bị nồng. Thơm. Đây là con mới mốt con phải ủng hộ đây nghe không? Ngày hôm nay ủng hộ nè. Mốt có dẫn bạn đi ăn chợ Bến Thành là phải ủng hộ ăn bún mắm cô Hồng. Vâng, bún mắm cô Hồng nha các bạn. Trong chợ này thì riêng quầy nào thì không biết nha, nhưng mà bún mắm cô Hồng đây nó rất là ổn nha. Nó không có bị nồng, không bị gắt. Đấy, rất là thơm. Ở đây thì ngoài bún mắm là còn có bún bò, còn các cái món khác trong menu thì chủ yếu là các cái quầy gọi xéo với nhau á, hỏi qua hỏi lại. Đấy. Bún mắm đầy đủ không? Bún mắm đầy đủ. Ngon quá. Thôi cô cho con gửi tiền. 60 đi con. Dạ. Nhớ đi đâu có dẫn bạn bè tới đây nha. Dạ vâng. Đi chơi vào chồng, ai đi chơi vào chồng. Đây 60.000. Thôi cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Chúc mình buôn may bán đắt nha chị. Năm nay bán cố gắng bán cho có cái Tết ấm cúng nha. Đây coi tiếp một phần chỉ làm này. Đấy. Phần này cái phần thịt heo quay của chỉ là hình như là ba rọi rút sườn đó chị nhỉ, ba rọi sườn mà. Đấy. Tôm là lưu ý là riêng cái quầy này là các bạn nhớ là phải kêu chỉ bóc tôm nha, chứ không là chỉ để nguyên tôm á. À. Ủa ở đây chị bán thêm cả mì quảng nữa à? Đúng rồi, mì quảng với bún bò, bún mắm. À, đấy. Là
Cô nào trồng bò trồng bê ăn tô bún mắm là trồng mê tới già hả? Cô nào trồng bò trồng chê ăn tô bún mắm là trồng mê tới già. Ăn suốt hai đứa luôn. Hai chị luôn hả? Anh qua chợ bún mắm mà trồng không trồng mê hả? Trời ơi, người ta nói ăn bún mắm thôi, cứ ăn kêu nấu bún mắm đâu. Ở Tây mê hả? Bỏ đi luôn hả? Khổ thiệt đấy chứ. Bán quá trời bán, không chịu đi chơi ống rồi, ống hết mê rồi. Đấy. Đây là bún bị quặng, tô này cũng 60 luôn ha. À 40, rồi. Thấy không à, cái quầy của mình đây bán cứ trổ quầy nhỏ nhỏ chỉ nhỉ rồi. Tôi ở đây mình bán xuyên trưa luôn, có nghỉ trưa không? Ờ vậy à, tức là thức một phát là từ sáng tới chiều luôn à. Ồ thế là bán trong này tính ra cũng đuối á chị nhỉ. À. Từ 6 giờ có đồ ăn. Của em bán có khách từ 8 giờ, 9 giờ, còn không có khách từ nhiều sớm. À. Đó có chỗ nào đâu ngủ thôi. Ôi. Một ngày mười mấy tiếng luôn. Tức là một ngày mười mấy tiếng luôn là như chị nói là ở trong này mình thấy là không, quan sát là không có đủ nghỉ ngơi nha. Là ra đây một cái là từ 4 giờ sáng mà bán một cái tới 8 giờ tối luôn. Không đứng suốt bán suốt luôn. Thế này về nhà là chồng con nó đụng vào là đạp chồng luôn ấy, không có sức luôn. Trong này tính ra bán cực các bạn. Bán cái mà như chỉ kể là bán cái là từ 4 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Đứng suốt luôn, không có chỗ nghỉ luôn. Mình không thấy một cái ghế ngồi luôn ạ. Đấy, kinh doanh ai cũng vất vả chị ha. Vâng, kiếm tiền đâu có dễ đâu. Vâng. Dạ. Được em quá mệt quá nghỉ ha. Thế là cuối cùng là một tháng có nghỉ ngày nào không? Tháng có khi nghỉ ngày, hai ngày. Bữa nào mình mệt thì mình nghỉ, không mệt thì quên mình bán hoài đi. À, mệt nghỉ không mệt là bán hoài ha. Đấy. Như vậy là tính ra là bán hàng trong này cũng vất vả đấy các bạn ạ. Nếu mà như chỉ trực chiến chỉ đứng bán này là bắt đầu từ 8 giờ, 4 giờ sáng mà chỉ đứng một phát là tới 8 giờ tối luôn. Không có chỗ nghỉ ngơi luôn. Tính ra cũng vất vả đấy. Ở đây thì cũng bán rất là nhiều thứ. Để mình đăng đán lại cho các bạn này xem một tô mì quảng ở đây. Đây, tô mì quảng này là 40 đúng không chị? 40. Đây các bạn coi một tô mì quảng là 40 của chị nha. Đấy. Thôi chúc chị mạnh khỏe và buôn may bán đắt nha. Tết này là Tết này vui vẻ. Thôi mình đi tiếp trong bên này nha các bạn. Chào chị. Đấy, nghe cá lóc kho tổ là biết cua cơm của miền Tây này. Đây cơm miền Tây đó chị. Vâng. Dạ, đây là quầy của bà Cụi. Ô, cơm bà Cụi à, sao nghe cái tên con quen thế nhỉ? À, cơm bà Cụi. Cơm bà Cụi nấu bằng cụi. Vâng, bây giờ nấu bằng than à? Ôi, cơm bà Cụi nha. Đây là món cá điêu hồng. Vâng. Cá điêu hồng ăn với cơm mắm ngọt. Nhưng mà chị là bà Cụi luôn á hả? Các bạn ơi, bà Cùi này các bạn, bà Cùi sao cơm bà Cùi mà đang còn trẻ quá trời. Đậu hũ non. À, em xin, em cảm ơn chị. Ồ, ngon nha. Món này ăn với cơm là quá cháy. Vâng. Chị đi mời cả anh quay phim nữa mà. Chịu khó. Vâng. Ở trong này à? Ở trong này mà chỉ bật chịu khó đun một bếp củi các bạn ạ. May mà cái than này không có khói ha. Đây là than củi đàng hoàng không có khói. Đúng rồi. Có bằng củi mà không có gì mà ngon bằng củi hết á. Chị ơi, em thấy chị còn trẻ đẹp này mà đặt tên bà. Năm mấy đặt tên bà củi. À, tức là trên 50 năm. Chúng ta đang lâu dữ lắm mà chị ha. Chúng ta đang ghé tìm cơm bà Cụi có đời có tuổi đời cực kỳ lâu ở trong chợ Bến Thành. Đấy, ăn cơm anh ơi. Hơn 50 năm rồi. Trời ơi. Ở đây là có món thịt kho tàu. Thì kho tàu là nổi tiếng. Với lại khổ qua dùng thịt. Rồi cá kho tổ là ngon nhất của miền Tây. Cá kho tổ ha. Ừ. Ngon. Vâng. Còn cái đó là đồ chay. Đó. Thì bán vậy đó, dân dã món Việt Nam của mình thôi.
Em nói thật với chị là nãy giờ em ăn tới giờ là 4 món rồi, mà em ăn của chị rồi thì no quá. Mà bây giờ thôi em xin phép chị em quay đâu có đâu nha. À, đúng rồi, coi như là mấy em là giới thiệu cho mọi người đi vô. Chợ Bến Thành bây giờ cũng đang quay trở lại rồi. Vâng. Cho nên khách tới đây ủng hộ bà con tiểu thương trong chợ nha. Vâng. Rồi chúc mọi người được thiệt là nhiều sức khỏe. Vâng. Để mà mua mau bán đắt, mà ngăn khách đạt khách hài dạng sự như ý nha em. Vâng, ôi cảm ơn bà cụ rất là nhiều, bà cụ bà chạy quá. Rồi chúc chúc chị là buôn may bán đắt nha. Năm nay ăn Tết rồi cho nó vui vẻ nha. Bán đắt rồi ăn Tết cho vui vẻ. Cảm ơn mấy cậu luôn nha. Dạ thôi cho chị. Mấy cậu cũng y vậy luôn nha. Vâng, chị cho phép em lia qua cái vòng món của chị cái nha cho mọi người nha. Dạ, đây các bạn này, để mình giới thiệu qua một vòng các món của chị này. Ở đây thì món đặc trưng nhất của chị là món cá kho tổ đây này. Ôi nhìn các nhìn miếng cá là muốn ăn liền các bạn ơi. Đấy, cá kho tổ, ếch xào, đồ hủ chiên, thịt kho trứng. Còn có cái món thịt ba rọi này, thịt kho trứng, rồi là thịt nướng, cái này giống thịt nướng hay thịt rim nước dừa đó các bạn ạ. Cái này mình ăn thử có miếng đậu phụ ngon quá. Đấy. Bên này là quay của chị Thắm. Chào chị Thắm, chào chị. Chị Thắm bán gì đây cô Thắm? Cô Thắm về làng. Cô Thắm tôi, cô Nguyên Quang Thạp, tôi đứng đây, cô đứng nói chuyện đàng hoàng chứ cô có ngồi vậy? À, cô... Đúng không? Bởi vì cô... Trời, quay tôi gì vậy? Lâu lâu mình lên cho bà con. Đi cô ơi, cơm tấm em kìa, cơm tấm. À, cơm tấm hả? Bên này ai vợ? Bên này bán cơm tấm hả? Ôi, cơm tấm ngon thế, cơm tấm thịt nướng à? Ờ, thường nướng, mới vừa nướng xong mới dẹp cái lò rồi. À, nóng hồi, bồi hồi về ăn luôn ha. Nãy giờ là em ăn tới giờ là 4-5 món rồi chị ơi, nhưng mà em bụng em hết chứa rồi, chị cho phép em đứng quay chị chút xíu được không? Quay thoải mái ha. Đây các bạn này. Chưa có ai mở hàng. Chưa có ai mở hàng hả? Trời ơi, thế thôi chị à, chị. Ơ cái này là bán cái gì đây nữa? Không, này ăn. Ăn hả? Mua ăn. À. Quay đi. Thế thôi chị bán cho em hộp mang về đi. Ok. Ừ, chị bây giờ đến quầy của chị Kim Thu, mà chị là chị Thu hả? Cơm tấm bé sữa. Bé sữa hả? Bé nào mà còn uống sữa dữ vậy? Em. Bé này còn uống sữa hả? Sữa nhiều lắm. Giới thiệu với cả nhà, đây là cơm tấm bé sữa. Bé này là năm nay U bao nhiêu rồi uống sữa đó? U30. U30 hả? U30 còn uống sữa hả? Uống sữa. Đấy. Không, em sữa, gói sữa. Thôi bé sữa giới thiệu cho mọi người món best seller của mình cái nào? Best seller của em thì cơm tấm sườn thì chả trứng thôi. Cơm sống sườn thì chả trứng giá bao nhiêu? Cơm sườn 0,60. À. Thì miếng chả 70 hoặc là miếng bì là 70. Rồi. Sườn bì chả 80. Rồi. Sườn bì chả trứng thì 90. 90. Cái này là sườn nướng hay là sườn hấp đấy, đây em trai thấy ngon đấy. Chả hấp. Chả hấp à? Sườn nướng. Sườn nướng chả hấp. Ôi chả hấp, nhìn cái miếng chả ngon quá nha. Anh ăn miếng chả rồi quay đấy. Lại ủng hộ em. Anh miếng miếng chả ha. Anh dạ. có chị hàng à, có chị Khánh đây là bán cao quá kìa. Xin bán cao quá. Tại vì bán lùng quá bán thấy cao. Thôi chị à, cho em một phần cơm đi. Đây mình có giá đầy đủ luôn á. À đây. Giá niêm yết cho các bạn. Cơm tấm bì chả là 60, cơm tấm sườn là 60. Cơm tấm sườn bì là 70, cơm tấm sườn chả là 70, cơm tấm gà xối mỡ. Đấy. Sườn bì chả là 80. À. Ăn cơm sườn. Đấy. Ở đây là sườn đặc biệt của mình ha. Best seller. Hôm nay mình có thể không ăn nhưng mà mình sẽ mua một phần mình mang về cho trong chắc để anh cho phim anh thưởng thức. Đấy, ở đây là một phần cơm sườn 360.000 ở chợ Bến Thành, các bạn tham khảo. Vâng, dạ. Đây. Năm nay buôn bán được không chị? Nói chung cũng ổn mà. Cũng ổn ha. À, cơm tấm Việt Kiều. Đấy các bạn này. Ôi miếng sườn của chị nhìn thì nhỏ mà bỏ vào trong hộp thấy nó to nha. Không có nhỏ đâu nha. Dạ. Miếng sườn chỉ nhỏ dày đó các bạn ạ. Cơm miếng sườn nó còn bự hơn cái hộp nữa. Bự hơn cái hộp luôn. Nó đập mỏng ra, còn nay đập dày. Cơm sườn ngon chưa? Thôi chúc cho quầy của mình là buôn may bán đắt nha. Đấy. Rồi, cảm ơn anh. Các bạn đi chợ Bến Thành cũng ăn cơm. Gì? Đi đâu ăn gì? Đi đâu ăn gì hả? À. Đi tới chợ Bến Thành ăn cơm tấm. Đúng rồi, các bạn hôm nay thì mua chợ Bến Thành ăn cơm tấm nha. Ở đây món đặc biệt của mình là món gì chị? Dạ, bún thịt nướng nem nướng với lại hủ tiếu Nam Vang. Bún thịt nướng nem nướng và hủ tiếu Nam Vang ha.
Nãy giờ mình em ăn nãy giờ nó nhiều quá, no quá, em không ăn thêm một người chị ạ, nó thật với chị luôn. Thôi đứng đây nói chuyện chị chút. Ở đây là năm nay bán được không chị? Năm nay bán cũng lai rai. Lai rai ha. Là năm nay nó khó khăn hơn nó. Khó khăn hơn năm ngoái. Vâng, khó khăn hơn năm ngoái ha. Ừ. Thôi chị làm cho em một phần mũ thịt nướng này để em giới thiệu cho mọi người. Dạ. Mang về. Dạ. Đấy. Bây giờ thì nói chung là đến nói chuyện chị hồi thì không ăn nữa, nhưng mà thôi mình mua về chốc nữa cho về nhà chiều mình ăn sau. Để thứ nhất là để cho các bạn tham khảo một phần bún thịt nướng của chị ở đây như thế nào. Cái này đây mấy giờ mình ra mình bán bún rồi chị? Sáng thì em ra làm đồ thì 4 giờ, 4 giờ mình ra. Ôi. Ở đây tính là bà con trong này ăn cũng sớm ha. 7 giờ là có khách. 7 giờ có khách rồi. Đấy. Bún thịt nướng. Này lò nướng trong này luôn đó chị. Dạ, đúng rồi. Mình là như vậy là mình mua hai phần rồi, chốc nữa chắc cái này chiều tối ăn thôi các bạn ạ. Rồi em cảm ơn hai chị nha, chúc hai chị buôn may bán đắt nha. Chị ơi cho em gửi ra chút xíu chốc nữa quay làm đấy được không? Được. Dạ. Mình gửi chút xíu chốc mình quay mình lấy các bạn, để mình đi cho nó gọn cái tay. Rồi mình tiếp tục sang đây. Chào bà Tám. Dạ em nãy giờ em no quá rồi bà Tám ơi, đi qua nhớ. Em đây là bà Tám, ở đây có món bún thịt nướng. Bún thịt nướng và chả tôm rất là nổi tiếng. Đây là cái phần này cho giờ gái được không? Đầy đủ. Vâng, hôm nay đầy đủ là bao nhiêu? 65.000. Ủa các bạn này thấy bà Tám bán chưa? Bán vì đam mê chưa? À, chợ Bến Thành mà bán phần này là 65.000. Tuyệt vời chưa? Một video trước thì mình đã giới thiệu đến món bún thịt nướng chả tôm của bà Tám rất là nổi tiếng ở trong chợ rồi. Đấy. 50 năm rồi, bà Tám bán đây hơi bị lâu rồi. Đấy. Còn đây là thì là món cùng là bún thịt nướng luôn à? Bốn thập cẩm. Phần này bao nhiêu bà Tám? 65 luôn. Thế là một năm qua vẫn không có tăng giá à? Không. Tuyệt vời các bạn, năm qua vẫn không tăng giá. Ở đây á, nhìn cái quầy, các bạn lướt qua cái quầy của bà Tám kìa. Tuyệt vời luôn. Vâng. Bún tôm phải cuốn. Ôi, cái hộp tôm càng to vậy đó hả? Rồi năm nay là làm ăn được không chứ không chị? Không. Ổn ha. Vâng, thế là mừng rồi ha. Mừng rồi, bán vâng. Mừng rồi, mừng rồi. À, đừng thấy đừng cái là năm nay thấy bà Tám tươi hơn năm ngoái này. Đây là quầy thịt nướng của bà Tám. Bên này tiếp tục có các quầy bán nước, bán đồ ăn rồi. Dạ đi, chè đẻ ăn đúng rồi. Wow, mới ăn mới gặp thấy quá trời sao. Cảm ơn chị. Ở đây bán chè, ô chè bán nhiều quá ta. Quầy chè này, cho em quay chút xíu nha chị. Đây đây. Ở đây là bán các loại chè. Bé chè. Bé chè là bé nào? Bé đó hả? À bà chủ đó hả? Bà chủ bé dữ ơi. Bà chủ ơi, các bạn này bé chè. Ở trong này là bà chủ bé chè. Dạ dạ. Dạ sao anh? Bé hả? Dạ. Ôi, năm nay bé 18 chưa? Dạ thưa 71 tuổi ạ. Bé mới chịu các bạn ạ. Ở đây bé có những món gì đây? Ở đây mình đặc trưng là xương sa hột lựu. Xương sa hột lựu. Dạ chè bánh chuối. Bánh chuối, xương sa hột lựu. Yeah. Món này giống qua chè của miền Tây hả chị? Dạ, yeah, món này món Nam Bộ. Nam Bộ, chè Nam Bộ. Yeah. Ở đây là quầy chị có rất là nhiều. Cực kỳ, em xin lỗi. Quầy chè của chị có rất là nhiều món. Ở đây thì mình thấy là có... Mình có 9 món nóng và 9 món đá các bạn. 9 món nóng và 9 món đá. Dạ, yeah, món nóng thịt đặc trưng của mình là chè đậu nha. Chè đậu. Ai mà không lớn lên mà không ăn chè đậu là sai nha. Tại vì chè đậu phải có chè đậu nè. Chè đậu đầy tháng nè. Chè đậu đầy tháng. Rồi mới tới chè bắp nè. Chè bắp. Khoai môn nè. Chè khoai môn. Chè sôi nước nè. Chè sôi nước. Ai lớn lên mà không ăn chè là có lỗi với có lỗi cho các bạn. Thôi chỉ bán em là ly chè không em ăn không có lỗi chết mất. Mình giới thiệu với các bạn là đây một quán chè trên 42 năm rồi. Bán chè ở đây có rất là nhiều loại chè. Đây là một ly chè xương sa hột lựu bán ở đây nha. Đấy, ly này lúc này là 30 mấy nghìn đấy. Ngon lắm à, đây thì mình thấy là nhiều cô chú lớn tuổi tới đây ăn lắm. Cái này là vào chợ Bến Thành thì đầu tiên là bạn ăn bánh bèo Huế, rồi ghé là ăn giải khát là ăn xương sa hạt lựu. Vâng. Ghé vô lấy chè ăn một cốc chè đi cho nó mát ruột. Vâng, chè... mát ruột là đi đầu đi. Vâng, đấy. Chè nổi tiếng là Nam Bộ nha. Vâng, nổi tiếng Nam Bộ luôn ha. Mà dễ ăn nữa. Dạ. Tại sao người ta có ăn chè hay là uống cà phê đá, tại vì chè nó dễ ăn. Vâng, chè dễ ăn mà lại nó có nhiều cá để ăn. Nó lại mát mà nó ngọt mà nó thơm.
Vâng. Sao người Nam Bộ mình lại khó ăn cơm? Tại ăn cơm mới chắc bụng, đi đâu cũng được. À, người Nam Bộ khó ăn cơm chắc bụng. Người Nam Bộ khó ăn chè nó vậy ăn. Nói chung người Nam Bộ khoái đủ thứ các bạn ạ. Đặc trưng là người Nam Bộ, người ta nói là dân Nam Bộ rất sành ăn. Vâng. Sành ăn, ăn từ cái ăn chơi nhỏ nhỏ cho tới mà cái ăn thiệt. Thì ăn chơi nhỏ nhỏ như là ăn gỏi đu đủ nè, gỏi khô bò, gỏi đu đủ nè, rồi gỏi cuốn nè, rồi bánh cuốn nè, rồi mới tới bánh bèo nè. Mới tới cái món ăn vặt á, như là ăn chè, ăn một ly xương sa hột rượu nè, ăn một ly bánh chuối nè. Rồi xong lại khắp toàn ten một ly nước mía đi về. Thế là người Nam Bộ là khoái ăn vặt các bạn ạ. Và các món bánh đó là sành. Đấy. Thôi cảm ơn bé má, bé chè. Dạ cảm ơn chị bé. Dạ, chúc chị buôn may bán đắt nha chị. Cảm ơn bạn. Dạ đấy. Lấy chai nước mình mời. Dạ ở đây thì mình thấy là cái quầy của chị bé là bán lâu đời lắm rồi các bạn. Bánh chè trong này rất là lâu đời rồi và nổi tiếng. Các món chè Nam Bộ ở đây thì có rất là nhiều món. Tặng cho em quay phim một chai nước. Dạ thôi thay mặt anh quay phim cảm ơn chị nhá. Các bạn đi chợ Bến Thành có thể ăn một ly chè cho nó mát ruột, đi đâu chơi chơi đi nhá. Ô nem nướng à? Ngon lắm, nem nướng chị Thanh à? Đây, nem nướng chị nổi tiếng ở Hà Nội luôn. Nem nướng cơ sở nem nướng ăn liền. Đây, con thử ra. Quá tuyệt vời, ông mặt trời luôn các bạn ạ. Ủa cắt ra ăn liền luôn à? Ăn liền luôn, thử ngay luôn. Ê, nem nướng ngon thế. Đây là quầy của trò già nem nướng Thanh Thanh. Vâng, ngon Hà Nội luôn ha. Ồ thơm ấy. Sao mà ở trong bịch cắt ra mà nghe thấy mùi giống như mới nóng rồi chị? Đúng, hàng mới không hàng. Ờ. Để ăn bún, cuốn, bánh tráng, bánh hỏi. Ừ. Tuyệt vời. Ồ ngon nhỉ. Trong nem nướng Nha Trang rồi, thơm em. Đúng rồi, nem nướng Nha Trang nhưng mà cái này là ở trong Sài Gòn làm để ta mua về ta ăn, đi làm ăn tiệc. Vâng. Đám cưới hoặc là đám giỗ gì nè. À là cái này ha. Cái nhà, ừ, trẻ con mà cũng thích ăn. Cái này ví dụ mua về để được lâu không chị? Để tủ lạnh á, ăn từ từ để lấy vò đi sống á. Vâng. Tôi quay á, quay 2 phút là ăn được liền. Ở đây thì đấy. Ôi thơm quá nhỉ. Chả lụa lá chuối luôn à. Chả lá chuối truyền thống, chả lụa truyền thống là không có gói ni lông. Đấy các chị ở đây chỉ bán chả lụa lá chuối nha. Chả lụa truyền thống không có gói ni lông. Vâng. Đấy rất là ngon. Đó, không có gói ni lông, chả lụa truyền thống này. Vâng, ồ gói bằng lá chuối luôn. Là cái này là chị bán kiểu bán bán kilo luôn ha. Bán 260. Vâng, cái này là 1 kg đúng không chị? Một đòn là chỉ nửa ký thôi. Nửa ký. Chị bán em một đòn đấy chị. Chị bán em cái đòn mà chị đang cắt ra luôn nè. Dạ. Đây miếng này mình cái này mới nóng rồi chị. Nóng hỏi không à, chị bán hàng nóng không à? Ngon không ta? Chợ chả thì nó có nhiều loại lắm nhưng mà mình bán chợ Bến Thành, bán chợ trung tâm, chợ truyền thống là phải bán hàng truyền thống. Vâng. Ừ, thật sự chỉ bán hàng truyền thống là không có nói ni lông, không có gì hết, không có chất bảo quản gì hết, mua về phải qua tư. Cái kia chị tặng em cảm ơn rồi, cái này chị bán cho em. Cái này là nửa ký hả chị? Vâng. Vâng. Ký phải lấy 120 thôi. Dạ. Nói chung là đây là chỉ bán mình ăn từ hai món thì mình thấy rất là ok nha bạn. Cái nem nướng còn dữ thơm lắm. Hôm nào các bạn vô đây có thể thử nem nướng này. Mình bán cùng giá như thế nào chị? 100 ngàn một gói. Cái này là mắc hơn chút xíu ha. Đúng rồi. Đấy. 100 ngàn một gói. Vâng. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Các bạn vô chợ Bến Thành có thể thử qua hai món này nha. Ở đây thì cái trà của chị là mình tưởng là trà. Còn tiếp à? Đứng lại giới thiệu thêm. Bánh bánh dày là bán chung rồi ăn với trà giò đúng không chị? Cái là trà nóng à? Đấy, chị bán thêm cả bánh dày nữa các bạn ạ. Bán đủ các kiểu luôn. Đấy. Nhiều thứ ha. Đây là cái sạp của chị Thanh Thanh. Ở trên kia em thấy có chữ cà cuốn là như thế nào chị? Đúng rồi, cái cà cuốn là cà cuốn truyền thống nữa. Cho bà già 100 đô thôi, bà già không có thích nhưng mà cái cà cuốn là bà già rất là thích. Là bán cái nước mắm cà cuốn hả? Nước mắm cà cuốn. Ôi, đứng lại ngồi nói chuyện với lòi ra nhiều thứ các bạn ạ. Chỉ bán là còn là nước mắm cà cuốn nữa. Tinh dầu cà cuốn. Tinh dầu cà cuốn đây. Cái này là về để ăn với bánh cuốn hay là chấm với các món thịt luộc là gì không chị? Các bạn nào muốn mua nước mắm cà cuốn tinh dầu cà cuốn. Tinh dầu cà cuốn đây, cái
này để một cái chén nước mắm á, là mỗi người ăn một chén lên thơm liền. Mở ra cái nó thơm. Thống luôn á, cho người lớn tuổi $100 không thích mà được bằng hủ cà cuốn này đó. Ồ nó thơm quá ta. Các bạn hãy mở cái hũ ra một cái là mở cái hũ bằng giấy ra thôi nó thơm liền. Đây là một hũ tinh dầu cà cuốn này. Các bạn bán các món về nói về ăn cà cuốn. Bánh cuốn. Vâng. Ăn bún thang. Vâng. Ăn gà luộc. Ăn gỏi cá. Nói chung các món chấm gì ha. Các món chấm. Đấy, ở đây chỉ có bán thêm tinh dầu cà cuốn nha. Cái này thì mình nghĩ là các cô chú lớn tuổi á thì sẽ thích cái này. Nói về cái nước mắm cà cuốn là người lớn tuổi người nào cũng biết. Là cái này ha. Ở truyền thống từ xa xưa tới giờ. Vâng. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều. Đấy các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá thêm một vòng nha. Tiếp tục khám phá thêm một vòng. Khách nãy giờ quá trời à. Đi một vòng, lúc này mình còn gửi mấy chỗ nữa. Đi một vòng mua mua cũng khá ở chợ Bến Thành rồi. Nói chung là chợ Bến Thành thì bây giờ thì so với cái cảm nhận đó thì năm ngoái vô cái thời điểm này mình cũng có làm một cái video về chợ Bến Thành. Thì mình thấy là lúc đó là chợ Bến Thành thì nói về cái lượng khách nha, đông lúc đó mình vào thì rất là chen chúc luôn, đông lắm. Nhưng mà năm nay thì hình như có vẻ là cái lượng khách nó giảm đi một phần ít. Nói chung cũng không có khác biệt quá nhiều nhưng mà có giảm nha các bạn. Ở trong này thì nói về các món nước á, thì từ 15.000 cho tới 30.000 thì các bạn sẽ uống được các món nước. Còn nói về món ăn thì các bạn có thể ăn các món từ 40 cho tới 80. Đó là các món ăn nha. 40 cho tới 80 là về các món ăn, còn các món nước là từ 15 cho tới 30. Đấy. Thì ở trong này thì hầu hết các món thì mình thấy đều có niêm yết giá nha các bạn. Cho nên là về giá cả thì các bạn có thể xem qua cái menu giá. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể sử dụng nha. Gì đúng không ta? Ở đây thì bắt đầu mình thấy là cái lúc này đang là gọi là áp Tết rồi. Bây giờ trong này bắt đầu mình thấy là có bán nhiều những cái đồ về Tết rồi. Ví dụ như trái cây rồi về các món về bánh mứt Tết thì bắt đầu là có xuất hiện trong chợ rồi nha các bạn. Rồi còn các món thứ khác như mà quầy quần áo hay là trang sức thì lúc nào cũng có thì mình không nói thêm nha. Rồi nha, nói chung là như vậy thì mình cũng vừa mới chia sẻ đến cả nhà xong về cái chợ Bến Thành sơ qua nha. Nếu mà hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với cô chú anh chị và các bạn nào đang có ý định tới chợ Bến Thành nha. Còn riêng video này thì mình xin phép và kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Mưa quá trời nãy giờ luôn. Rồi bây giờ mình đi ra, hình như cửa mình gửi xe đằng kia. Ở đây thì các bạn tới đây thì có thể là gửi xe hai bên chợ nha. Cửa bên kia là cửa Tây, còn cửa bên này là cửa gì chú nhỉ? Cửa Đông. Tức là các bạn có thể gửi xe ở cửa Tây và cửa Đông. Còn cửa chính diện là biết là cửa đằng sau lưng này. Hình như coi chỉ có một cửa chính diện là không gửi được xe thôi, còn ba cửa còn lại thì các bạn gửi xe ở cửa nào tùy ý nha.